là nhiều phòng khách cũng ở xung quanh là những tòa nhà có ống nó đẹp. Hai cô có cảm giống như cái tòa nhà nó có những cây cầu này hay không? Rất là nhiều cái thông tin rất là tốt và có nhiều cái cơ hội làm việc để mọi người cùng với lại cũng sẽ cho Mai Phương
có những cái thông tin cực kỳ tuyệt vời và giúp cho bạn có một công việc và tương lai.